Hey, xin chào các bạn ha, chào mừng các bạn đến với kênh Đức Đỗ ha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái mô hình 500k ha anh chị em, để mình quay cho anh tất cả anh chị em những cái bí quyết của anh ấy nuôi vào mùa mưa này và những chú cá đẹp mà anh ấy làm số lượng ra và cung chuyển hàng ha. Thì cá rất là nhiều, mình sẽ quay cho anh chị em xem. Thì mình sẽ kiếm một số cá học sinh về bán cho anh chị em chơi ha. Ok, thì chúng mình ở không gian của nhà ảnh anh chị em ha. Đó, thì một cái dãy thùng xốp dài tới đụng tới đích bên kia luôn, mở 15 phòng trọ và một cái không gian hành lang của phòng trọ cũ rất là xịn ha. Thì mình sẽ tiết lộ một số thông tin để cho anh chị em có thể phòng bệnh cho cá mình vào mùa mưa. Thì ở đây ảnh là lót tất cả bạc để tránh mọi nước mưa dâng vào hồ cá của chúng ta, và sử dụng thùng xốp anh chị em để giảm tối đa cái việc sốc nhiệt của con cá mình. Thì khi mà trời mưa xuống á thì cái nhiệt độ sẽ thay đổi một cách cực kỳ nhanh, và nó thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến con cá chúng mình ha. Thì những cái hồ ở đây á anh đã sức hết cá rồi đó, thì hồ rất là rộng ha. Anh chị em nào có thể tham quan tham khảo những cái mô hình này thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí. Mình đã quay những video trước rồi đó, thì một có 4 thùng xốp hoặc là anh chị em có thể lấy 2 thùng xốp. Thì hồ này là để mình chỉ cho anh chị em ha, thì hồ này là một cái góc của thùng xốp nè, một góc nè, này một góc của thùng xốp nữa nè. Thì đây là mới có là một, chưa được một thùng ha anh chị em đó, thì ghép lại là sẽ được ha đó. Thì sẽ ghép là được một thùng đó. Thì góc này nè, cái góc đó là được một thùng xốp, góc này góc đó là được một thùng xốp, thì hai thùng ghép lại sẽ được một hồ lớn như thế này. Thì mình sẽ được cái hình chữ dứt dắt anh chị em ở giữa ha. Rồi thì mình sẽ đi quay sơ cho anh chị em xem, sau một thời gian á rất là dài mình đã quay lại đây, thì quay lại đây có những dòng cá gì ha. Thì đây có một dòng cá rất là mới ha, đây là dòng cá banda, bể màu banda. Banda như là gấu trúc anh chị em, thì nó có màu sắc y như con gấu trúc gì á, đó. Đó là trắng như màu xanh với màu đen nè đó. Đây là cái này mấy màu guppy panda ha. Cái dòng cá này á thì nó rẻ thôi, nhưng mà nó là dòng dành cho học sinh sinh viên, nó tầm 50-60 nghìn một cặp à, cho anh em có thể tập chơi được đó. Một thời gian mới làm thì một thời gian nó sẽ có số lượng và mình sẽ lấy mình cung ứng cho anh chị em ha. Mình rất là mê cá bể màu nên mình thích chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái mô hình đó anh chị em, để gửi đến anh chị em ha. Đây là những cái hồ Coret nè đó. Thì cái này hơi tơ, cái này phải bự hơn xíu nữa là bán cho anh chị em rất là thoải mái ha. Đây là cách cho cái giống đẻ nè đó. Thì một cái hồ có những chú cá nè đó, và có để lá chuối này. Lá chuối này dùng để khi mà ăn cá nó đẻ anh chị em, nó núp vào để hạn chế những con cá khác nó ăn cá con của nó, nhưng nó sẽ tự vệ bằng cách nó ăn trực tiếp cá con của mình luôn, nên chúng ta phải làm một cái dèo như thế này để cho cá nó đã sinh sản anh chị em, nó lội ra ngoài, hạn chế tối đa được cái việc cá mẹ ăn cá con và cá mẹ khác ha chung bày ăn cá con mình, đúng không? Rồi thì những cái mô hình nhỏ như thế này thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí cho anh chị em ha. Hay là Tuxedogon, Tuxedogon là bên bản Haplex anh chị em. Haplex là nửa thân đen và nửa thân vàng, phần sau là màu vàng ha. Gon là vàng ha. Đó. Thì cái hàng này là hàng đi bông, hàng rất là đẹp ha. Mình làm cá cũng rất là lâu rồi, thì cũng được hơn 2 năm rồi. Để làm cũng rất là nhiều dòng, thì xe đi xe lại á thì anh chị em vẫn mê những cái dòng cá cổ điển hơn. Như là rồng đỏ nè. Đây thì một chút nữa đây sẽ kiếm một số rồng đỏ về chia sẻ cho anh chị em ha. Thì rồng đỏ này là rồng đỏ ren và BDS rất là đẹp. Cá giống cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây là cá giống nè. Thì dòng này nuôi top view cực kỳ đẹp nha anh chị em, do nó là full dãy Latinum. Cái bộ màu rất là đẹp và sặc sỡ cho anh chị em nuôi ngoài trời nè, nuôi hồ thí sinh nè, nuôi hồ kiến nè,
tất cả các loại hồ đều có thể nuôi được dòng này, tại vì dòng này là dòng cổ điển từ xưa đến nay anh em nào cũng có làm và chơi qua. Những anh em bắt đầu cá thì ta nên tập chơi những cái dòng rẻ tiền trước đó. Đây là tiếp theo là Dumbo mua sắt, thì những cái về nó có lá chuối này anh chị em thấy không đó, nó dùng để cho cá mẹ nó đẻ sinh sản vào. Những cái phòng trong đây á, thì dùng để có thể là chữ cái giống, chữ ít thôi, không được chữ nhiều quá, chữ nhiều quá là nó không đủ ánh sáng, nó không đủ nhiệt độ để cho nó hoạt động anh chị em đó. Mình chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đúc kết được sau khoảng thời gian dài mình nuôi cá, thì mình chia sẻ anh chị em thì mỗi anh chị em nên làm một cái bể lắng cờ lo ha. Đó thì có một cái bể cấp nước cho tất cả toàn bộ cái trại của chúng ta. Ở đây là tầm gần 200 hồ anh chị em, lớn nhỏ khác nhau và từ chỉ có thùng xốp thôi. Đó, mình nói cho anh chị em biết là chỉ có thùng xốp để ta tối đa chi phí ha. Thì ảnh bắt đầu từ thùng xốp thì một thời gian dài thì ảnh nâng cấp nhiều thùng xốp lên để nuôi cá ruby và kiếm được cái lợi nhuận từ con cá này. Thì anh chị em nào cũng muốn khởi nghiệp từ cá ruby thì có thể làm theo những mô hình mình chia sẻ. Đó, thì ở đây không rộng quá đâu anh em. Đó, không rộng quá đâu. Đây ngang qua đây tầm 2,5 m ha. 2,5 m 3 m. 2,5 m thôi. Đó, thì ta có thể chất một dàn xốp nè. Còn bên đây là dùng để chúng ta chăm sóc. Nếu mà anh chị em có một diện tích giống như thế này á thì ta lên kệ 3 tầng lên góc này ha. Và để những cái hồ á nó rất là đẹp và chuyên nghiệp rồi ha. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã xem video của mình. Nếu mà thấy hay thì để lại cho mình một cái like, một cái đăng ký, tạo được cho mình làm video hay hơn và đặc sắc hơn, gửi đến tất cả các bạn những giờ thư giãn và thoải mái trong cuộc sống ha. Ok.